Và những ngày cuối tháng 11 này, theo kế hoạch thì các đơn vị thuộc quân đoàn 2 đã thực hiện chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng và phương tiện để hoàn thành toàn diện các nội dung của cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp ngoài thực địa có một phần thực binh tại trường bắn quốc gia khu vực 1. Trong thời gian 10 ngày đêm, các đơn vị thuộc quân đoàn 2 đã tiến hành chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, vượt sông, vượt các địa hình phức tạp, làm công tác chuẩn bị chiến đấu, diễn tập thực binh và thực hành bắn đạn thật. Bảo đảm sức khỏe trong cái quá trình hành quân, tổ chức huấn luyện bổ sung các nội dung liên quan đến nội dung diễn tập của đơn vị, bảo đảm tốt cái công tác kỹ thuật như là bảo quản vũ khí trang bị, chuẩn bị lau chùi, hiệu chỉnh súng pháo để tổ chức bắn đạn thật đạt kết quả tốt. Trong nội dung thực binh, các lực lượng phòng không, pháo binh, tăng thiết giáp, bộ binh đã hiệp đồng chặt chẽ, đúng chiến thuật, cùng với sự chi viện hỏa lực của các đơn vị của bộ, của quân đoàn, các đơn vị diễn tập nhanh chóng đánh bại hướng tiến công chủ yếu của địch, giữ vững khu vực phòng ngự theo tình huống đặt ra. Trong cuộc diễn tập lần này, tôi được chỉ huy giao cho nhiệm vụ hiệp đồng cùng các pháo thủ trong khẩu đội, quan sát, phát hiện mục tiêu, lấy phần tử ngắm bắn, sẵn sàng tiêu diệt chính xác mục tiêu địch ngay từ những viên đạn đầu tiên. Các đơn vị đã vận dụng linh hoạt các phương án tác chiến, xử trí mọi tình huống đánh địch mà ban chỉ đạo diễn tập đưa ra. Chỉ huy các đơn vị cũng đã vận dụng tốt nguyên tắc tác chiến vào xây dựng quyết tâm chiến đấu và điều hành diễn tập. Xử trí các tình huống, rồi đặc biệt là cái giai đoạn mà thực hành tiến công địch đột nhập thì hành động của người chỉ huy phân đội tham gia hội ý và hạ quyết tâm xây dựng kế hoạch tiến công tiêu diệt đột nhập. Tôi thấy rằng năm nay là anh em có cái bước mới và làm rất tốt và rất chắc những nội dung này. Cuộc diễn tập diễn ra thành công, hoàn thành tốt các nội dung yêu cầu đề ra. Qua diễn tập, một lần nữa giúp quân đoàn 2 rèn luyện bản lĩnh chiến đấu cho bộ đội, góp phần nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy trong hiệp đồng chiến đấu giữa các lực lượng.